nghệ sĩ nhân dân Lý Quỳnh từng thách đấu Lý Tiểu Long. Đó là vào những năm 1970. Tôi lúc đó tròn 28 tuổi, độ tuổi đang sung sức, lại là một võ sĩ chuyên nghiệp, đi thi đấu nhiều nơi, thượng đài nhiều lần. Lúc đó tôi đang đóng phim do võ sư Hồng Kông Hàn Anh Kiệt làm đạo diễn. Người đóng vai đối đầu với tôi là Lý Tiểu Long trong phim trường Đường Sơn Đại Huynh. Ông này đạo diễn kiêm chỉ đạo võ thuật. Nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh kể: đạo diễn yêu cầu Lý Huỳnh biểu diễn thế đá liên hoàn bát cướp nổi tiếng của ông, đá một cướp hạ đo ván 8 người. Sau khi màn biểu diễn kết thúc, ông Kiệt đến bắt tay võ sĩ người Việt, khen Lý Huỳnh đá rất đẹp, rất hay, biết Lý Huỳnh từng thượng đài rất nhiều. Đạo diễn hỏi ông có dám thi đấu với Lý Tiểu Long hay không. Lúc đó tôi nghĩ mình là một võ sĩ chuyên nghiệp, lên võ đài nhiều lần, từng bách chiến bách thắng cộng với tự ái dân tộc nổi lên. Tôi trả lời không chút do dự, sẵn sàng thách đấu với Lý Tiểu Long. Lý Quỳnh nhớ lại, thông tin vụ thách đấu được báo chí Sài Gòn đăng tải, cả báo Hồng Kông cũng đăng tin đó. Tuy nhiên do Lý Tiểu Long đột ngột qua đời năm 1972, lời thách đấu không thực hiện được. So sánh bản thân với Lý Tiểu Long, Lý Huỳnh nói với mặt mạnh và yếu của mỗi bên, nếu thật sự so tài thì bên tám lạng người nửa cân, chưa biết ai thắng ai. Lý giải sự tự tin của mình, Lý Huỳnh cho biết, năm 17 tuổi tôi chính thức bước lên võ đài, từng đấu với nhiều võ sĩ vô địch hạng long, trong đó có trận đấm knockout đối thủ. Võ sĩ da đen vô địch quân đội Pháp nặng hơn tôi 10kg, lúc đó Lý Huỳnh 60kg, đối thủ Phương 70kg. Sau đó tôi lần lượt đánh bại các đối thủ sừng sỏ như Mạch Trung Phương, từng vô địch miền Trung, thắng Anh Thạch, cựu vô địch miền Bắc. Tôi từng đại diện cho Sài Gòn đi Campuchia thi đấu với võ sĩ vô địch Campuchia. Trận này tôi chỉ thua về kỹ thuật, một phần do trọng tài xử ép. Võ sư họ Lý cũng cho biết, ông từng học 3 người thầy nổi tiếng, gồm võ sư Hai Yến, võ cổ truyền Việt Nam, võ sư Huỳnh Tiền, đương kim vô địch võ tự do và boxing. Các võ sĩ lò Huỳnh Tiền được sư phụ ghép chữ Huỳnh vào tên riêng như Vũ Huỳnh, Hiệp Huỳnh, nên ông cũng được thầy đặt cho biệt danh Lý Huỳnh. Sau đó, ông thọ giáo võ sư Huỳnh Đạt Vân, người Trung Quốc, học các môn côn, kiếm, binh khí, quyền của môn phái Thiếu Lâm Tự. Tôi là con nhà võ, đã qua thử lửa, nếu độ không còn biết sợ bất cứ đối thủ nào. Khi còn trẻ, tôi có thể đấu liên tục 15 hiệp, mỗi ngày đều tập vợt, bao cát, chạy bộ và tập đối luyện. Nếu Lý Tiểu Long có bước chân nhún nhảy theo đấu quyền, bộ tay Vịnh Xuân và có đòn cướp karate, thì ngược lại tôi có đòn quyền Anh, đòn đá, taekwondo, chỏ gói của võ tự do và bộ pháp di chuyển theo Thiếu Lâm phái. Theo tôi, điểm yếu của Lý Tiểu Long có gương mặt hẹp, quai hàm yếu, đây là điều tối kỵ khi gặp các tay đấm bốc, vì chỉ một cú móc có thể bị gãy quai hàm và dễ knock out, nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh chia sẻ. Nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh qua đời lúc 5 giờ ngày 22 tháng 10 tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, sau thời gian dài chữa bệnh, hưởng thọ 78 tuổi. Tang lễ của ông diễn ra cùng ngày tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Ngày 24 tháng 10, linh cữu ông sẽ được đưa đi an táng tại Phúc An Viên, quận 9. Nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh có 6 người con, trong đó Lý Hùng và Lý Hương nối nghiệp cha, tham gia nghệ thuật. Những năm qua, dù tuổi cao, đi lại khó khăn, ông vẫn cùng gia đình chăm chỉ làm từ thiện. Nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh từng được đánh giá là một trong 4 ngôi sao võ thuật của miền Nam trước năm 1975. Ông là võ sư trưởng môn của lò võ Huỳnh Tiền, nổi tiếng với chiêu liên hoàn bát cướp. Từ năm 1972, ông chuyển sang đóng phim và làm nhà sản xuất. Ông là người đầu tiên đưa võ thuật vào phim ảnh Việt. Những bộ phim mang đậm dấu ấn của nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh như Long Hổ Sát Đấu, Quái Nữ Việt Quyền Đạo, Báo Kiếm Rửa Hận Thù, Hải Vụ 709. Thập niên 1990, ông tiên phong trong vai trò sản xuất, tự bỏ vốn làm phim và hợp tác với Hồng Kông trong các phim Kế hoạch 99 Hồng Hải Tặc. Bộ phim cuối cùng ông tham gia với vai trò đạo diễn là Tây Sơn Hào Kiệt, do Lý Hùng đóng vai chính. Năm 2012, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 22 tháng 10, ông ra đi trong vòng tay của những người thân yêu.
Diễn viên Lý Hương, con gái út của cố nghệ sĩ cho biết, nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh lạc quan, chiến đấu với bệnh tật đến giây phút cuối cùng. Trước khi qua đời, ông tỉnh táo, minh mẫn, cha ôm hôn từng con, từng cháu rồi nhắm mắt ra đi. Từ đây, tôi không còn được tự tay cạo râu bóp khoa cho cha mỗi ngày. Cha ơi, chị nói trong nước mắt. Lễ tang của nghệ sĩ Lý Huỳnh diễn ra vào chiều cùng ngày. Đông đảo nghệ sĩ, bạn bè, người thân có mặt để thắp hương tưởng nhớ cố đạo diễn. Túc trực bên linh cữu nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh là vợ và các con. Cứ mỗi lượt khách tới viếng, diễn viên Lý Hương không kìm nổi nước mắt. Gương mặt bần thần buồn bã, nữ diễn viên cho biết nhiều ngày qua chị không ngủ vì thức để chăm sóc vợ cạnh cha những ngày cuối đời. Trước đó, cha tôi bệnh nặng và nằm hôn mê nhiều ngày. Hai ngày trước khi qua đời, cha tôi bỗng nhiên tỉnh lại và vô cùng minh mẫn. Các con, cháu đều quay quần bên cạnh cha, không ai ngờ. Sáng hôm nay, cha đột ngột rời bỏ vợ và các con ra đi, nữ diễn viên kể lại. Lý Hương tâm sự, nhiều năm qua, nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh phải chống chọi với bệnh tật, tiểu đường, gan. Khi nằm trên giường bệnh, ông luôn lạc quan và có ý chí sống mãnh liệt. Mỗi lúc tỉnh táo, cố đạo diễn vẫn hỏi thăm sức khỏe người thân, đồng nghiệp. Bác sĩ nói bệnh tình của cha rất nặng. Nếu là người bình thường, cha sẽ đã ra đi cách đây vài năm. Chính thái độ sống lạc quan, mạnh mẽ và tình thương dành cho con, cho vợ đã giúp cha trụ được đến thời điểm này. Dù được các bác sĩ ra sức cứu chữa nhưng cha không qua khỏi, Lý Hương buồn bã cho biết. Theo Lý Hương, trong gia đình, nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh là người chăm sóc và thương yêu cô nhất. Ông luôn bảo ban dạy dỗ nhẹ nhàng và không bao giờ la mắng. Lúc còn sống, cha thương tôi vì tôi có cuộc sống hôn nhân buồn. Trước khi qua đời, cha hôn tay và nói mãn nguyện vì được ở cạnh con gái. Cha dặn tôi hãy sống cho hạnh phúc và vui vẻ trong chặng đường sắp tới. Sự ra đi của Lý Huỳnh là cú sốc lớn đối với các thành viên trong gia đình, đặc biệt người vợ 60 năm gắn bó. Nữ diễn viên nói khi cha qua đời, chị không dám khóc vì sợ mẹ đau đớn, suy sụp. Tôi ngưỡng mộ tình yêu 60 năm của cha mẹ, họ dành cho nhau, tình thương, sự hy sinh đặc biệt. Cha luôn gọi mẹ là mình ơi, em ơi mỗi ngày. Trước khi mất, cha vẫn ôm hôn má mẹ, con gái của đạo diễn Lý Huỳnh đau xót. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.